Xin chào tất cả các bạn nha. Như các bạn đang nhìn thấy đây, trên tay em là những củ sâm béo đen hay còn gọi là sâm bảo ngọc tươi các bạn nha. Cái này thì rất là thơm các bạn. Sâm béo đen thì nó có tác dụng chính là kích thích tiêu hóa này, tạo cơ bắp này và bồi bổ sức khỏe này, và hỗ trợ tăng cường cho những anh em gọi là cái món ta hơi yếu. Đấy, cái đây là sâm béo đen các bạn nhá. Đây là hàng tươi các bạn nha. Hàng này thì chúng ta có thể là để ngâm nước cốt gạo này. Đấy, còn nếu như mà các bác mà mua để mà đun nước uống ấy, thì em sẽ thái lát ra và phơi khô gửi cho các bác nha. Cái này thì rất là rẻ các bác, cái này nó chỉ có hơn 100.000 thôi. Đấy. Còn đây là sâm nam này các bác này, đây sâm nam. Sâm nam này chắc là cũng không cần phải giới thiệu nhiều, tại vì nếu như bác nào đã xem video của em thì các bác biết. Đấy, sâm nam rất là tốt đấy. Đây sâm nam rất là tốt cơ thể nhá. Đây em còn một ít nữa. Các bác nào mà chưa có những cái bình nước cốt gạo để ngâm Tết và đãi khách Tết thì các bác nhớ ủng hộ em nhá. Đây các bác nha.